Hàng của ta đâu? Yên tâm, hàng của ông đầy đủ, yên đâu. Ok, hàng đằng sau kiểm tra đi. Chúng mày đâu? Kiểm tra hàng. Mày muốn bị bắt hả? Hả? Sorry, tao quên. Hàng ngon lắm đại ca ạ. Ngon, ngon lắm đại ca. Nice. Ngon cái đầu mày ấy. Ngon thì mày bắn à. Đi lấy hàng ở đây cho tao. Hả? Hả? Bọn mày, đi kiểm tra xem sao. Diễn sợ. Tao biết mày ở đây. Tao đếm từ 1 đến 3. Mày không ra tao cày nát chỗ này đấy. 1 2 3 Đứng lại, đứng kia. Hả? Đứng lại. Mày đứng lại. Chết rồi. Thế rồi, bây giờ về báo sếp như nào đây? Thôi, về rồi tính. Đại ca, em cố gắng đuổi theo nó, mày bị mất dấu rồi đại ca. Đúng là một lũ ăn hại. Dù có phải lộc tung cái đất này lên cũng phải tìm cái điện thoại về đây cho tao. Đặng lắm, về từ từ đi. Đại ca, tìm được chỗ nào rồi? Tốt lắm. Chúng mày, đi bắt ngay nó về đây cho tao. Vâng, thưa đại ca. Huh?
quái chứ mày. Gọi đây rồi. Bảo thua. Giờ mình chạy chơi.